trình độ và cái kỹ thuật. Nhưng mà hôm nay chở hàng sang chúng tôi thì tôi cũng cảm thấy là hàng là tuyệt vời. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Vâng, thì xin trân trọng giới thiệu quý vị là bây giờ là 9 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019. Vâng, thì tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Thông Lan. Nhà bác Thông Lan chú ấy nhỉ? Tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Chủ tịch Hà Nội. Và để bàn giao cho bác một số sản phẩm như sau. Đó là một chiếc sập gỗ và đôi một cặp lộc bình. Vâng, bây giờ chúng tôi đang bắt đầu xe về, đang bắt đầu xuống xe để bàn giao cho gia đình bác đây. Nhà bác Thông Lan nhỉ? Hả? Thông Lan nhỉ? Lan luôn. Vâng, nhà bác Lan luôn. Vâng, đây là trên hình ảnh quý vị, đây là nhà bác Lan luôn nhé. Vâng, tôi đây đang xuống một chiếc cặp lộc bình đây. Kích thước rất là khủng, cao 1m8 mà. Đây phải dùng toàn các bác khỏe đấy, lực lượng đấy mới khuênh được đấy, 5 người, 4 người mới khuênh được lộc bình vào đấy. Đó. Đây là nhà bác Lan luôn nhá, xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Thế là để bên này à bác? Thì để bên kia. Ở bên này. Rất là lực lượng. Bên nào nó ấy được à? Vâng. Dạ. Để bên kia đẹp hơn đấy. Để bên kia để nó theo cái bộ hay là nào làm đuôi nữa. Đấy. Vâng. Theo ý chú thì hả? Theo ý em để bên kia. Để bên bên phòng này. Vâng. Thì vâng, thì đây là chiếc sập chúng tôi vừa mới lắp đặt cho bác đây. Chiếc sập này có kích thước là 2m2, dài 2m2, rộng 1m8, trên 24, đục ngũ phúc cài nho, và gọi là đục nho cổ này, rất là bồng bềnh nhá quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy chưa, đây là chân 24 đục tùng lọc, rất là bồng bềnh. Này, nho cổ là ngũ phúc cài nho rất là đẹp, cảnh hòa những đóa hoa và con chú chim. Và ai có như cơ sở hữu bộ sản phẩm như nhà bác rất là khủng ấy, kích thước 1m8. Để bên này thì nó thành một cái phòng luôn, khuôn viên của mình nó đấy. Để bên này mới là đẹp. Bên kia sao bác để cái đồng hồ? Vâng, đây là nhà bác Lan tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Vâng, thì chúng tôi cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đang trực tiếp để lắp đặt cho bác bộ sập và cặp lồng bình. Cặp lồng bình này có kích thước là 1m8 và đường kính là 50. Vâng, đường kính là 50. Rất là đẹp. Chất liệu là gỗ rất là đẹp mà. Và dưới là sập ngũ phúc. Ngũ phúc cài nho này. Đây là buổi sáng này nhá, mùng 9 ngày 28 tháng 8 năm 2019. Và cơ sở đồ gỗ Tùng Tám này đang lắp đặt nhà bác mặt
Ai có nhu cầu sở hữu cặp Lộc Bình như của nhà bác Lan ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì này thì em xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nha. Có địa chỉ là xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nha. Và cùng bộ sản phẩm như chiếc sập này và cùng cơ sở vừa rồi là